Với tổng số học sinh phổ thông trên toàn quốc là gần 18 triệu em, chiếm gần 1/5 dân số Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong và ngoài trường học là rất cần thiết. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, tổng số hồ bơi trong trường học thống kê được trên cả nước là 2,1 ngàn hồ bơi trên tổng số hơn 25.300 trường, chiếm tỷ lệ chưa đến 9% trường học có hồ bơi. Hiện nay, số học sinh phổ thông trong các trường học trên toàn quốc là gần 18 triệu em, chiếm gần 1/5 dân số Việt Nam. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, lứa tuổi học sinh đang trong giai đoạn phát triển thể chất tinh thần. Các em thường hiếu động, thích tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, trong khi môi trường tự nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước. Nếu các em không được trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước có thể dẫn đến tử vong hoặc tàn tật suốt đời, trở thành nỗi đau về tinh thần, thể chất, thiệt hại về kinh tế cho gia đình, nhà trường và xã hội.